ok, có đủ rồi này, bây giờ con mua này. Ok. Hay quá. Celsius. Gì Celsius? À Celsius, lộn cho Celsius. Nó Celsius nó cũng không phải bán ức chứ. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Pumpkin Carving Simulator. Đó, thì trong này mình và Bami sẽ trở thành nghệ nhân điêu khắc mặt của cái Pumpkin bí ngô. Pumpkin mờ của đêm Halloween á. Chính xác. Này là chỉ có là cái nghề này là chỉ có khi nào cái Halloween mới có nghề thôi, còn bình thường là không có. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cầm dao đây, cái dao của mình đây, mình sẽ đi tạo khắc đó, thấy không? Bây giờ mình đang tạo khắc đó, mà đó con mắt với nửa cái miệng, hai con mắt nè đó. Vậy. Mọi người hoàn hết cái hoàn thành cái tác phẩm của mình đó thì nó sẽ sáng đèn lên nha, đó. Chính xác. Sáng nó rực rỡ đêm Halloween đó. Ok, đó vậy là mình đã thành công, nhưng mà game này hiện tại giờ đang có code luôn. Đó, code mình sẽ nhập vô. Candy Corn là sẽ cho mình thêm 100 tiền nữa là 200 tiền. Zone group thì sẽ được 100 tiền nha. Góc bên phải này nó hiện nè. Yuri team 100 candy for joining the group nè mọi người. Chính xác. Và trong đó và bây giờ là mình sẽ sử dụng số cây này, mình sẽ mua trước cái dao đi. Mua trước cây dao hả cụ? Được 200 thì mình mua cây dao đầu tiên đi. Tại vì cây đầu tiên của cây mặc định của mình á chặt một lần được có một miếng nhỏ xíu đó, là được dao bạc rồi. Vãi coi là được dao bạc rồi nè. À quên mất game này có auto lít luôn nha mọi người. Auto khai cái này là đó, chứ cần lít cái cạc thì là xong. Đấy, ok. Bây giờ một lần chém của mình có hai cái lận nên là cũng khá thơm. Bây giờ là mình đang chém để mà mình lên được tới khoảng 300 tiền. Trời đất ơi, nó dành cầu phải đạn. Ok, thì cái này thì có cháy lớn cháy nhỏ mọi người, nhưng mà nó vẫn là hai chục đều. Không hơn thì kém luôn. Tiêu khắc cho những quả bông kinh này sáng được lên trong đêm Halloween nào. Vậy nghe giống như đang đi quảng cáo ba. Phải quảng cáo mà ở đây là đêm Halloween nó hơi tối tăm. Chúng ta muốn đêm Halloween chúng mình được rỡ, chúng ta phải làm cái này. Đây đó. Đây nè, ta chỉ nè, bây giờ mày kiếm cái cây nào gốc cây đa nào mà tối nhất mà lại đó, có một cái trái bưng kính dưới mày cứ chặt, mày cứ điêu khắc ở dưới đó là được. Phải. Ba đã khắc xong là mày quá wow luôn. Lần về được 90 tiền nè phải không? À 40 nha mọi người. Một lần được 40. Đó, tại vì cái túi mình hiện tại chỉ có 20 thôi. Chính xác. Ôi, mỗi lần bán được có 8 tiền à, ít dễ sợ. Đấy. Ok, chặt tiếp thôi. Bởi vậy bây giờ phải cần lên 30 để mà lên được để 300. Mà mua cái kia nữa. 300. À 300 lộn, 300. Mà ngộ ha. Ok, sao đưa khác không? Trời ơi, quá trời. Ủa nó có cái mấy cái này nó có cái gì emotion. Ok, emotion thì biết rồi. Wow. Ê, nó có cái gì nè, mày bấm vô cái đầu tiên á. Đây, à. Nó đấy, có cái mặt này giống cái mặt mà mình mới điêu khắc đó cô. Hiểu rồi. Vậy là có thể khắc nhiều gương mặt tiếp theo, nhưng mà muốn lên cái đó thì là mình phải lên cái level mình mới được khắc cái đó. Mình phải mua, mình phải có được 20 cái bơm kinh thì mình mới lấy được cái khuôn mặt này mọi người ha. Thì khi mà mình điêu khắc thì mình sẽ điêu khắc được cái miệng này nè, đó. Cái miệng mà giống như mỗi lần mà gặp cái chị đó, cái chè mỏ ra. Vậy, đó cái chè. Không, cái miệng coi mày đang khác là cái miệng mà đi ăn quỵt nè đó, ăn quỵt xong mà không trả tiền bị người ta bấm bị người ta đấm sự rúng súng răng chứ. Đúng rồi, tao nhớ hiện là cái miệng ngoặt mõm mà trong sơ cô tao hay có đôi mon á, sơ cô nó nói dối nhiều bị ngoặt mõm vậy có. À rồi ok, hiểu. Ok, trời ơi, cứ từ từ là mình sẽ lấy được cái miệng đẹp xinh. càng lên cao mới càng có càng khó đó. Bây giờ mới chém có 20 thôi mà nó đã phê vậy rồi, mà chém 50 biết chừng nào nữa. Ok, có lên được 10 trái rồi. Ủa vậy một lần đi là mình được mấy trái ta? À, 1 tiền á cô. Ủa vậy là mỗi lần ta mày đi chỉ được có 10, có 5 trái thôi hả? 5 trái là full được 20 rương. Ồ, lát để dành tiền, mua cái backpack đi cô. Thì đó, cái này để dành tiền nè, lên được 130 rồi nè, còn lâu. 300 lận. Thiệt tên. 300 mà. 300 là mình sẽ mua được cái túi sức chứa 50 mọi người ha. 300 là lâu lắm luôn á, tao biết là tao biết có lên được hay không nữa nè. Được. Rồi, bây giờ là phải ngồi điêu khắc cái này, không biết mình điêu khắc xong mình sẽ bán cho ai nữa. Không có đâu, cái này là mình điêu khắc của những cái bí đang được trồng ở khu vườn này nè. Để cho nó có những cái hai con mắt và cái miệng giống đêm Halloween á. À, tao hiểu rồi. Bây giờ là điêu khắc cái này xong là bên trong ruộng nó sẽ rỗng. Là lúc đó là do là lúc đó là tao với mày lấy hộp của nó đem về bán rồi. Đó là 4 hộp phải không? Mỗi lần đi ra được 4 cái hộp. Còn hộp gì không biết. Thì hộp bí với hộp gì ba?
Thì tao đang tính nó hộp cát. Hộp gì? Làm gì ngoài hộp bí rồi, còn hộp gì nữa? Mày tao tao mày khắc bí không? Còn khắc gì nữa đâu? Thế mày, cái hộp hộp mít mà lùi cho ăn vô là người ta hay ra bẹt bẹt á. Còn cái này hộp bí lùi cho có bẹt bẹt không ta? Tao không biết mà tao chắc là nghĩ đi nguyên nhà rồi đó. Ok, oh, đi cần chứ. Tính ra ok, xong được một cái nữa rồi. Đó, ê, có mấy cái đầu bí nó nằm ở trong cái bóng tối á, mày lại mày chặt nó đi. Bà đảm là phê lòi luôn á, bà đảm chỗ đó là sáng nhất nhà, á lộn sáng nhất đêm nay. Đó, mày đang chặt nè, ồ bắt chước mày. Bính mày tao chặt có mày cái tên tao chở không? Có thấy mà, của tao vậy thôi. Mà chỉ được thấy bí tên của tao nhưng buồn hơn. Ừ. Mới cho biết là không có tên mình cái tao ấy á. Đúng rồi, chỉ chặt được một cái thôi, cái nào chỉ cần mình mà đụng dao vô phát là hàng coi như là mình không thể bị chặt được cục khác, hoặc là người khác cũng không thể nào mà chặt được cái trái bí này của mình luôn. Ê mày, tao đưa ý luôn, có mơ tao với mày á, mày chặt tao mới thấy được tên mày, còn mấy thanh niên khác chặt ôi hôm nay á full rồi. Ủa mày full nhanh vậy ba, ủa 20 luôn cơ. Ok, và bây giờ là mình sẽ equip cái tiếp theo rồi. Đấy, 20 đúng đây, cái mặt tiếp theo nè, đây cái mặt mà ngoặt mỏm á mọi người đó, equip luôn nè. Ok, đó, bây giờ là mình sẽ đi bây giờ là mình sẽ đi chặt thôi, bây giờ là nó sẽ ra được cái cục tiếp theo nè. Ủa? À, okay. Ê, tao quên sale ơi. Nà ní. Sale gì? Sale hạt. Rồi. Thôi đi cần luôn á chứ. Làm gì làm, tự nhiên quên sale hạt. Mày quên bán hả? Hả? Quên bán hả? Ừ, quên bán cái hạt đi chứ làm bây giờ còn có lít như đúng rồi mà lít không được. Thanh niên, hai thanh niên cạn lời thiệt chứ. Ok quá là ăn bí nhiều quá, bí lù luôn mà bây giờ ngồi bây giờ mất lên túi tiếp theo mà mất. Một dao chém đi chỉ được có 4 cái như thế này thì thử cũng hơi phê đấy. Dao chém mình có 2 mày. Dạ không, ý là mỗi lần chém xong một cái mà được có 4 hạt á, mà lên mà cái túi 50 á là chém nó hơi là chém hơi bị phê luôn ấy. Ok, đây là 1 phút cho fan art. Fan art này là của bạn Y Vân Mai. Bạn đã vẽ cho mình, bạn đã vẽ nhân vật Minecraft của mình và cái nút vàng kế bên. Wow, nói chung là mình cũng đang mong chờ cái ngày đó đây. Ok, bạn vẽ rất là đẹp thì bạn cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan art cứ gửi những phần cá nhắc Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Thử nghĩ coi bố mà là phải chém bao nhiêu hạt, bao nhiêu trái bí mới phù được cái túi 50. Hơi bị nhiều á. Thì đó, bởi vậy. Nhưng mà nên mua túi trước hay mua vũ khí trước ta? Cái gì nữa, mày mua vũ khí trước là mày còn mua gì nữa ba? Ôi trời à. Tại mua vũ khí mình chặt một phát mất cái bí, chặt phát mất cái bí. Ủa bây giờ lên mày nghĩ mày để dành nổi lên được 500 không? 500 lận nhau cu, chứ không phải ít đâu ạ. Đây nè, vũ khí mất trước trong tay chính là lưỡi thái của thằng chết. Mà theo xì tai là có đèn lắp ra lúc lắm với mình cải lương vậy đó. Hả, bao nhiêu? Bao nhiêu kỳ? Cái trái bí đó bao nhiêu kỳ? Mấy trăm triệu tiền candy. Hả? Mấy trăm triệu candy luôn hả? Ờ, bắt kinh khủng luôn. Ôi, Binh ơi. Ê mày, bên cái khu bên kia 4.000 phải không? Trái bí này, trái bí đó nó bự hơn cả tao với mày luôn kìa. Đấy. Đó, mày ngó qua đi thấy liền gì? Cái chỗ ma đang đứng kìa. Ờ, trái bí nó bự hơn trái bí này gấp 3 lần luôn mày. Ủa, nó cao hơn cả tao đó chứ, ghê thật. Bá đạo. Không biết thằng niên nào mà làm ra game này mà để tiền thì kiếm hơi ít mà để cái khu vực thì khá là bự, khá là cái cao, làm sao mà qua được? Cái to nữa mày. Ờ, qua bên kia còn to nữa nhưng mà làm sao mà mình nọ mình đã qua cái thứ hai cũng thủ hơi phê rồi. Cái bé này 20, cái bé bên kia chắc cũng phải 50. Bởi vậy nếu mà mình muốn qua kia á là mình mà đạt được 4.000 là chắc lúc đó mình cũng mua vũ khí phải gì phải kinh lắm rồi á. Ờ, phải mua vũ khí cao cao một tí mới mày ra chứ bây giờ có vũ khí cái này tôi chắc năm luôn. Mà chắc một lần có 2 nhát rồi. Nghĩ sao vậy? Đúng không? Ủa gì? Mày 33 nhanh đấy. Cái gì 33? Ủa mày 35 luôn rồi kìa. Chứ mày 33 nữa. 35 rồi, giờ tao về tao bán tao được cái túi luôn nè. Trời ơi, nó nhanh dễ sợ luôn trời. Nãy giờ nó ngồi nó lù lù vậy, nó nhanh hơn cả mình đấy. Phải. Tao là mày biết tao là thanh niên chém gió lộn chém bí mà. Ồ đi điêu khắc rồi mà chém bí, ghê chứ. Điêu khắc bí đó, tao chém nhanh tay đó. Ok, giờ mình sẽ mua cái túi backpack 350 rồi, giá là 300 kẹo. Vãi. Cá hành xuân để mà đổi kẹo xong rồi mua túi. Trời đất ơi, bây giờ không biết là không biết chừng nào mới xong đây. 35 34 rồi. Ok. Cây. Ờ mày mua cái bắt mới luôn rồi hả? Gì? Mày mua cái bắt mới luôn rồi hả? Đúng rồi, nó 50 này giờ mua luôn đi con. Ok, có đủ rồi nè, bây giờ con quay về con mua nè. Ok. Hay quá.
Celsius, Celsius. À Celsius, Celsius lộn cho ấy Celsius. Nó phải bán ức chứ. Đem mày đi đi khách bí mà mày lụm nó ra ức ghê đi. Ok, đây bây giờ là sẽ qua cái clip 50 và mua luôn. Đây một cái lồng đèn trong đêm tối hả? Ok, đó lên được cái túi khá là bự quá. Bây giờ phải tổng cộng đi chém hơn 11 trái bí mới được nè. Còn một trái bí nữa mới được cái quả đi tắt răng súng. Trái bí răng súng. Thôi. À ý mày lên 50 á hả? Lên 50 cái kha hả? Hả? 50 cái kha, cái từ này khó đọc nha. Kave, ừ, Kave rồi. Ok, đọc Kave luôn nè, đó. Kia đó ba. Chuẩn Kave luôn. Này coi cái này ở dưới này là auto Kave luôn nè. ID mà, đó đọc gì được. Có ID mà. ID đâu? Không, cái từ cái con nó auto Kave kìa. Kave mà đâu có chữ R, đâu có chữ V đâu. K A R R V E thôi. K A R là kha kha chiếc xe á. Còn V E R mà phải là dịch R riêng. Ủa có chữ R hả? Tao nhìn không ra chữ R luôn á, mày nhìn đâu ra chữ R hay vậy? Kha về đó, kha về. Ủa chữ R, ủa em mình chữ R đâu ra vậy ba? Con nhớ là có chữ C A R V E hết rồi, chữ R đâu ra? Bớt làm lố R đó. Không có chữ R. Ủa mày đang nhìn ở đâu vậy? Mày đang nhìn ở trên hay mày đang nhìn ở dưới vậy? Trên cùng bên phải. À mày đang nhìn ở dưới, mày dám nhìn ở trên thằng điên. Ở trên là cục kẹo, dưới nó bị tắt thôi ba. Vãi tắt thứ gì á? Ở dưới đó là auto ga, là nghĩa là mày auto điêu khắc bí đúng không? Ở trên là cái mà mày đã nhận được nên là nó có ID. Vãi. Thanh niên này. Thiệt tình. Mà đã đọc KV cho đúng rồi, nó còn không chịu, nó còn phải sửa lại đó chứ. Mày đọc KV ghê quá ba. Thiệt tình. Cái động mày hiểu không? Em là cái động. Không. KV đọc KV cái nếu như mà đọc thì chuẩn cái nhanh luôn á, cái từ KV mà đọc hành động là khác nữa, mà KV có thể hiểu theo kiểu nghĩa Việt Nam thôi. Không phải, cái hiểu theo nghĩa Việt Nam quá đáng. Ừ. New Fay Tang King Unlock đây. Mình sẽ unlock cái mặt tiếp theo á, chứ mặt cái mặt răng súng. Ủa nhanh vậy ba? Ủa gì mày lên 50 luôn rồi hả? Nà ní. Vậy. Nó quất là cái kia luôn rồi, thiệt tình. Mình đã chặt được cái hình căng súng rồi nè. À. Trời đất ơi, thiệt tình. Ê mày đợi tao chút xíu mày, tao sắp xong rồi cu. Ok, mua răng súng đi cu. Rồi ok, mình đã full và bây giờ mình sẽ quay về mình bán cái đã rồi tính tiếp. Celsius. Celsius. Rồi xong. Lên giọng xuống giọng nó khác nhau một chồng bật trên kia. Game này ngộ nha. Bình thường cái là Celsius là ai cũng biết là bán hạt giống rồi, còn này là Celsius. Celsius. Xịt mà phải nhấn dài nó mới giống à. Thì ra cái vũ khí theo là nhiêu của cô? Hả? Cái vũ khí tiếp theo của mình là nhiêu vậy? 500. 500 rồi hả? Ừ. Ô mai chuối, có lộn ô mai bí. Vậy bí. Ok, có đủ thêm 50 rồi. Trời ơi, cái gương mặt quá lộn. Ôi, cái gương mặt này nó có hai ý, nhìn nó giả mang gỡ hơn nữa chứ. Ờ, nó rụng hết răng, nó còn cái răng trên với cái răng dưới ba. Mỗi răng nó bên cho nó đều. Vậy. Nó không có bị niễn. Ok, và cuối cùng thì mình và Mami cũng đã điêu khắc được nhiều đây cái trái bí rồi đó. Chắc cũng đẹp đẹp cho khu vực này thôi, cho chắc khu vực kia mới biết chừng nào mới qua tới. Thì tình 4.000 trái bí rồi, nghĩ sao vậy? 4.000 candy thôi ba, chứ trái bí rồi, trái bí. Trời ơi, tưởng rồi trái bí ăn cám luôn á. Ok, dừng mấy bí cu. Yeah, thì mọi người mình với Ga đã điêu khắc được 3 khuôn mặt cho trái bí này ha. Và khuôn mặt đầu tiên là khuôn mặt mỉm cười, kiểu như đi ăn ké mà cười ngượng á. Vậy A đó chỉ là gương mặt nói dối. Cái mặt nói dối sẽ bị ngoặt mỏng nha mọi người. Nên là các bạn không nên nói dối nha, nói dối rất là xấu sẽ bị giống vào mì đó. Khuôn mặt thứ hai, con mì không hề nói dối nha, con mì rất là đàng hoàng. Ừ, vãi cái đàng hoàng. Mặt không đàng hoàng, bị đánh gãy hết răng còn hai trên cái dưới đó. Ê, hai đó là hai răng nanh á. Vãi nanh. Ok các bạn thì thích video này thì nhớ để lại cho mình với Kia một like một share và nhớ subscribe đăng ký kênh của mình với Kia để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.